Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngài thường nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vậy Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa nương vào nghĩa nào được gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Này thiện hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này vì có khả năng đạt đến bờ giác là cứu cánh của tất cả pháp, nương vào nghĩa này gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này thiện hiện, do tất cả thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa này để đạt đến bờ giác, nương nghĩa này nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này thiện hiện, Bát Nhã Ba La Mật Đa này vì nương theo lý thắng nghĩa phân tích các pháp nên không có chút sở đắc nào, nương nghĩa này nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này thiện hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này vì bao trùm tất cả chân như pháp giới pháp tánh, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nương nghĩa này nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này thiện hiện, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, vì không có pháp nhỏ nào mà nó tương ưng hoặc chẳng tương ưng, hoặc có sắc hoặc không sắc, hoặc có thấy hoặc không thấy, hoặc có đối hoặc không đối, nương nghĩa này nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này chẳng tương ưng, chẳng phải không tương ưng, không sắc, không thấy, không đối, một tướng gọi là vô tướng. Lại nữa, này thiện hiện, do Bát Nhã Ba La Mật Đa này có khả năng sanh tất cả pháp lành thù thắng, sanh tất cả trí tuệ biện tài, đưa đến các quả vui thế gian và xuất thế gian, chiếu soi tất cả nghĩa lý sâu xa, nương nghĩa này nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, này thiện hiện, do nghĩa lý Bát Nhã Ba La Mật Đa này chắc thật, không lay động, không hư hoại, nương nghĩa này nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này thì tất cả ác ma và quyến thuộc của ma, hàng thanh văn độc giác ngoài đạo phạm trí, bạn ác hoán thù đều không thể phá hoại được. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này nói tự tướng tất cả pháp là không, nên các ác ma không thể làm gì được.